mỗi bác sĩ đều cần phải theo đuổi cái người ta gọi là cái ý đức đó các bạn. Có nhiều người thì họ nghĩ rằng là ý đức á, đó là cái chuyện đạo đức của một người bác sĩ. Có nghĩa là mình muốn những cái điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhân thì đó là ý đức. Cứ mình muốn tốt là có y đức nhưng mà mình thì mình không có đồng ý với cái quan điểm đó. Ờ, theo mình thì ý đức thì nó phải được xây dựng dựa trên bốn cái trục. Trục thứ nhất đó là cái trục lương tâm của người bác sĩ. Có nghĩa rằng là trước một người bệnh nhân thì mình sẽ phải luôn luôn cố gắng mình biết mình mình muốn, mình mong muốn những cái điều tốt nhất cho bệnh nhân tuy nhiên là ngành y là một cái ngành mà can thiệp lên sức khỏe người khác đôi khi là mình muốn tốt nhưng mà mình mình không có kiến thức thì mình cũng không thể làm tốt được chẳng hạn như có rất là nhiều những bác sĩ mà họ họ chỉ giỏi một cái thôi nhá mỗi người bác sĩ thông thường chỉ giỏi một hai cái thôi tuy nhiên bệnh nhân lại gặp vấn đề về bệnh khác và cái người bác sĩ đó rất là thương bệnh nhân và cứ giữ bệnh nhân ở lại điều trị mãi thế thì thay vì là có thể giới thiệu cho một người có thể trong chuyên khoa đó họ giỏi hơn thì lại cứ giữ bệnh nhân lại làm cho bệnh nhân mất cái, cái cơ hội có thể được chữa bệnh kịp thời thì cái điều đó cũng không thể nói rằng là bác sĩ đó là một người có y đức được có đạo đức được thế cho nên là đạo đức ngoài cái vấn đề lương tâm còn vấn đề thứ hai là vấn đề về trí tuệ kiến thức cho nên là ngành y theo mình á đó là một cái ngành cần phải học tập suốt đời và thực ra nói mở rộng ra bất cứ một ngành gì nếu mà các bạn muốn phát triển lên thì các bạn đều phải học tập suốt đời cả nhưng mà ngành y đó, thì nếu các bạn không học thì các bạn sẽ sẽ thấy ngay cái kết quả Đấy, cho nên mà cái, cái cái kết quả đó lại là ngay lập tức nó sẽ làm cho các bạn phải suy nghĩ và soi xét lại về lương tâm của bản thân mình cho nên đã là theo bác sĩ thì xác định là phải đi học học triền miên ngoài cái vấn đề là chúng ta học ở các thầy, các cô, học ở các nước thì chúng ta còn phải tự học, chúng ta học bạn, học bè và chúng ta học ngay chính bản thân người bệnh ngay chính bản thân cái bệnh của bệnh nhân gặp phải thì chúng ta cần phải tan trở, chúng ta suy tư về nó thì chúng ta bắt đầu mới mới giỏi được tuy nhiên kể cả có lương tâm nhé, kể cả có cái kiến thức để mình biết, mình hiểu, mình điều trị bệnh nhưng mà nếu có không, không có phương tiện thì mình cũng không có làm được ví dụ như ở trong ngành nha thì có cái điều trị tuổi, điều trị nội nha thì trước đây là người ta không cần phải sử dụng cái máy định vị chóp hoặc là không cần sử dụng x quang thì rõ ràng một người dù có giỏi như thế nào mà chỉ dùng cảm giác mà thôi á, cảm giác rất là chủ quan đó đó thì có thể cái việc điều trị tủy đó cũng không thể là một cái điều trị là lý tưởng nhất tuy nhiên tại thời điểm bây giờ ví dụ như chúng ta có thể đầu tư những cái máy ví dụ như là x quang để mình có thể xem ở trong xương như thế nào rồi là máy uh, định vị chóp hoặc là các cái chất hàn tủy sinh học hơn nó tốt hơn thì có thể mình sẽ cái giá trị bảo tồn của cái răng nó sẽ tốt hơn hoặc là ví dụ như là uh, cắm implant mà không có phim beam city chẳng hạn hoặc là ví dụ chỉnh nha mà chúng ta không có những cái hệ thống phim, x-quang để mình chúng ta lập kế hoạch điều trị, chúng ta theo dõi tiến triển điều trị và chúng ta đặt ra những cái tiêu chuẩn kết thúc điều trị tốt thì rõ ràng một cái ca chỉnh nha cũng không thể tốt được. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng là có ba thứ rồi, đó là à, về cái lương tâm, cái thứ hai là về cái trí thức, thứ ba là về cái phương tiện và thứ tư nữa để mà cấu thành nên một cái người bác sĩ có y đức, trọn vẹn y đức theo mình ở đó là cái sự trao đổi với bệnh nhân. Chúng ta cần phải trao đổi với bệnh nhân một cách à, chân thành, một cách à, À, rất là thật thà và ngoài ra thì chúng ta cũng nên đưa cho bệnh nhân những cái thông tin để bệnh nhân có thể hiểu rõ tất cả những cái can thiệp mà mình thực hiện trên cơ thể họ có nghĩa là bệnh nhân phải được hiểu một cách rất là công bằng không nên đó là những cái sự áp đặt mang tính giáo điều của bác sĩ gọi là phải làm này phải làm thế kia mà bệnh nhân họ sẽ phải được biết các cái phương án dựa trên một cái sự trao đổi của người bác sĩ bệnh nhân giống như là 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 mình có thể là giống như người nhà với nhau thì như vậy tạo ra một cái sự đồng thuận thì lúc đó tiến hành điều trị mới tốt và như vậy là theo mình á, nếu mà đã xác định làm nghề y thì chúng ta cần phải xây dựng bốn cái trục để tạo thành một cái con người y đức chưa nói là một bác sĩ giỏi nhé bởi vì bác sĩ giỏi thì sẽ còn rất là nhiều yếu tố khác nữa nhưng mà để là một người bác sĩ y đức thì đầu tiên là cái lương tâm của người bác sĩ đó phải mong muốn điều tốt cho bệnh nhân cái thứ hai là phải luôn luôn học tập suốt đời phải cố gắng để cái trí thức nó càng ngày nó sẽ càng tốt hơn bác sĩ của ngày mai sẽ tốt hơn bác sĩ của ngày hôm nay rồi cái thứ ba nữa đó là mình sẽ phải cố gắng à, trang thiết bị y tế để điều trị cho bệnh nhân tốt nhất và thứ tư nữa là phải đồng hành thấu hiểu và phải lắng nghe bệnh nhân một cách rất là cẩn thận cũng như bệnh nhân được quyền biết tất cả những cái can thiệp mà bác sĩ đó can thiệp lên người bệnh nhân và phải tạo bệnh nhân phải đồng ý lúc đó bác sĩ mới mới được can thiệp mình hiểu sâu sắc bốn cái vấn đề đó thì, thì thì tôi cho rằng thì chúng ta mới với tới được cái người ta gọi là y